Hello cả nhà. Giờ hai mẹ con Thảo ra khu vườn nhỏ ngắm hoa một chút. Bác Trưa ơi, Bác Trưa chào cả nhà đi nè. Giơ tay lên. Chào ông bà cô chú. Bác Trưa lên đồ, đặng tí nữa đi chợ với mẹ nè. Thấy không? Rồi, đi. Bác Chi ơi, kìa có trái su kìa, thấy không? Trái su hơi to rồi, đây cũng nhiều trái lắm quý vị. Bác Chi à, có trái khổ qua kìa. Đi đi. Máy bay hả? Ừ. Khổ qua lớn rồi nè quý vị ơi. Đây mấy trái cà cũng chín rồi nè quý vị. Nó vàng vậy. Chua nhiều hơn ngọt. Ăn này đẹp da lắm á. Cô ăn đi. Ngon quá. Trời ơi, bé ạ chưa ngắm hoa rồi bức hoa luôn. Lá hoa hả? Rồi, video của mẹ con Hảo đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe nha. Bye bye đi, con trai yêu. Bye bye.